Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong khóa học ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn Các em thân mến, ở chương trình ngữ văn lớp 7, chúng mình đã được học phương pháp để cảm nhận phân tích về một đoạn thơ, bài thơ. Xuyên suốt trong chương trình trung học cơ sở, chúng mình cũng được thực hành luyện tập rất nhiều thông qua những bài viết, bài kiểm tra. Ở lớp 9, việc cảm nhận và phân tích đoạn thơ bài thơ được nâng tầm khi chúng mình cần có những đánh giá nhận xét về tác phẩm. Trong những kỳ thi cuối kỳ và tuyển sinh, đây là dạng đề thường gặp nhất. Với những năm gần đây, sau khi phân tích đoạn thơ bài thơ lại có thêm nhiều yêu cầu khác. Tuy nhiên, điểm quan trọng là chúng ta cần phải vững vàng về cách nghị luận bài thơ đoạn thơ. Đến với video bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất, những lưu ý chung. Thứ hai, dàn ý cơ bản và thứ ba là thực hành. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần 1 những lưu ý chung nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ có những lưu ý về mặt kiến thức. Thứ nhất, nắm vững kiến thức về tác giả, tác phẩm. Thứ hai, thuộc những dẫn chứng tiêu biểu. Và thứ ba, có những kiến thức cơ bản về câu thơ, bài thơ khác để liên hệ. Bên cạnh đó, các bạn cần phải có những lưu ý về kỹ năng như tìm hiểu đề, xác định đúng yêu cầu của đề bài, lập dàn ý, sắp xếp, xếp các luận điểm, luận cứ có hệ thống, vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, vì các bạn học sinh hay bị nhầm lẫn giữa các thao tác lập luận với phương thức biểu đạt và phong cách ngôn ngữ. Vậy thì theo các bạn, dòng nào sau đây không phải tên gọi của một thao tác lập luận? Bên cạnh đó, chữ viết, lối diễn đạt, viết câu, sử dụng từ ngữ cũng là một trong những yêu cầu mà các bạn cần phải chú ý. Để có cho mình những yêu cầu về kiến thức, các bạn cần chú ý ôn luyện thật kỹ nội dung nghệ thuật, từng khía cạnh của nội dung nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ, nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo nhiều sách, tài liệu phân tích cảm nhận để tìm thấy sự liên tưởng mới mẻ. Thực hành nhiều cũng là một yếu tố khiến các bạn thuần thục trong việc thực hiện dạng đề này đấy. Vậy, dạng ý chung để triển khai cho những dạng đề phân tích, Cảm nhận đoạn thơ, bài thơ là gì? Hãy cùng cô đến với phần 2, dàn ý cơ bản. Ở phần mở bài, dù dẫn dắt theo cách nào, các bạn cũng cần nêu lên được đầy đủ những yếu tố sau. Đầu tiên là tác giả, tác phẩm. Thứ hai là khái quát về đoạn thơ, bài thơ. Ở đây, chúng mình có thể thực hiện khái quát về nội dung và nghệ thuật. Nếu là đoạn thơ ngắn mà đề bài lại không viết sẵn đoạn thơ ấy cho chúng ta, các bạn cần trích dẫn đoạn thơ ấy vào phần mở bài, nếu là nghị luận cả bài thơ thì bước này chúng ta có thể bỏ qua. Ở phần thân bài, việc đầu tiên là chúng mình cần có đoạn giới thiệu khái quát chung. Các bạn có thể viết về hoàn cảnh sáng tác bài thơ, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Nếu như đề yêu cầu nghị luận đoạn thơ thì chúng mình cũng buộc phải tóm tắt ngắn gọn những phần trước của đoạn trích, sau đó chuyển ý sang phân tích nội dung của đề. Tiếp theo, cũng chính là phần trọng tâm các em sẽ lần lượt trình bày những suy nghĩ đánh giá về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ bài thơ các bạn cần làm rõ những hiệu quả thẩm mỹ của các tín hiệu nghệ thuật có thể đi từ nghệ thuật khái quát lên nội dung ý nghĩa sau đó các bạn cũng cần phải phân tích tư tưởng tình cảm cảm xúc của chủ thể trữ tình không thể thiếu trong thân bài đó là đánh giá tổng hợp tư tưởng tình cảm cảm xúc của tác giả trong đoạn thơ bài thơ và cuối cùng là liên hệ, so sánh, đối chiếu. Đây chính là một điểm cộng lớn trong bài làm của chúng mình để thể hiện sự sáng tạo và kiến thức, sự đầu tư trau chuốt cho bài viết nên các bạn đừng bỏ qua nó nhé. Ở phần kết bài, trong phần này, các bạn cần đánh giá chung về đặc sắc nghệ thuật, nội dung, chủ đề, sau đó liên hệ ấn tượng nêu những cảm nghĩ riêng của bản thân. Lưu ý nghị luận thơ là trình bày nhận xét đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ bài thơ thông qua ngôn từ hình ảnh giọng điệu v v mà tác giả thể hiện ở từng bạn chúng mình lại có những cách triển khai khác nhau tuy nhiên trên đây là phần hướng dẫn về nhiều ý cơ bản nhất và không thể thiếu để chúng mình có thể dễ dàng lấy trọn miệng điểm vì thế dù triển khai như thế nào các bạn cũng cần lưu ý sắp xếp, xếp các luận điểm các phần có hệ thống và đảm bảo đầy đủ ý nhé để không bỡ ngỡ khi làm bài viết của mình. Trong video này, cô sẽ cùng thực hành với các bạn. Hãy quan sát vào màn hình, chúng ta có đề bài sau. Cảm nhận của em về đoạn thơ Lần đần đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới xẹ chung vui, nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ, ôi kỳ lạ và thiên liêng bếp lửa giờ cháu đã đi xa có ngọn khói trăm tàu có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngã nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa sau đây là những phần gợi ý của cô các bạn có thể sử dụng giấy bút để ghi lại bài học hoặc quan sát thật kỹ vào màn hình nhé ở phần mở bài, chúng ta cũng cần phải giới thiệu về tác giả bằng việc và bài thơ bếp lửa. Chúng ta có thể có những gợi ý như sau. Bằng việc sinh năm 1941, quê ở Hà Tây, làm thơ từ đầu những năm 60 và thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thơ bằng việc trong trẻo, mượt mà, tràn đầy cảm xúc, thường đi vào khai thác những kỷ niệm, những ký ức thời thơ ấu và gợi những ước mơ tuổi trẻ. Sau đó, các bạn sẽ dẫn dắt vào bài thơ Bếp lửa. Bếp lửa là một trong những sáng tác đặc sắc nhất của ông, viết về chủ đề tình cảm gia đình, trong đó nổi bật là hình ảnh người bà bên bếp lửa cùng những ký ức về những năm tháng không thể nào quên của đứa cháu. Sau đó, tất nhiên là chúng mình sẽ cùng nhau dẫn dắt vào đoạn thơ. Đoạn thơ được trích trong đề bài là đoạn cuối của bài thơ thể hiện nỗi nhớ thương và những suy ngẫm của cháu về bà qua lời thơ tâm tình, thiết tha, tự nhiên mà cũng rất chân thành. Sau đó, các bạn đi vào phần thân bài. Đầu tiên, chúng ta cần phải khái quát về bài thơ và vị trí của đoạn trích. Theo các bạn, bài thơ Bếp lửa được sáng tác vào năm nào? Bài thơ Bếp lửa sáng tác vào năm 1963 khi nhà thơ đang là sinh viên theo học ngành luật tại nước Nga, được in trong tập Hương cây Bếp lửa chung với tác giả Lưu Văn Vũ. Bếp lửa của bằng việc là những hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, nhớ lại những kỷ niệm đầu xúc động về người bà và tình bà cháu, qua đó bộc lộ những tình cảm sâu nặng đối với gia đình, quê hương và đất nước. Đoạn trích ở trên là hai khổ cuối bài thơ dạt dào những suy ngẫm của cháu về bà, về bếp lửa và bộc lộ nỗi nhớ bà nơi xa. Tiếp theo, các bạn sẽ cùng với cô đi vào phần phân tích và cảm nhận đoạn thơ. Trước hết, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào luận điểm thứ nhất. Từ sự hồi tưởng những kỷ niệm tuổi thơ bên bà, người cháu bộc lộ rõ nỗi nhớ thương bà, suy ngẫm về cuộc đời bà và hình ảnh bếp lửa. Điều này được thể hiện rõ nhất trong những câu thơ sau. Các bạn cùng quan sát vào màn hình. Trong những câu thơ trên, hình ảnh người bà tần tảo, chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh và tình yêu thương, hết lòng chăm lo cho cháu, thể hiện qua. Thứ nhất, từ lấy lận đận, phép đảo ngữ, ẩn dụ nắng mưa, gợi sự nhọc nhằn vất vả khó khăn của cuộc đời bà khi phải bươn chải kiếm sống chăm lo cho đứa cháu khờ dại. Thứ hai, suốt khoảng thời gian, Mấy chục năm rồi, bà luôn chịu khó dậy sớm để nhóm bếp lửa, nấu cho cháu bữa cháo, bữa rau, nuôi nấng cháu khôn lớn. Vì lẽ ấy, người cháu luôn yêu mến và biết ơn bà. Không chỉ nhóm bếp lửa của sự sống trong những ngày tháng kháng chiến đói khổ, bà còn nhóm niềm yêu thương kho sắn ngọt bùi. Dạy cho cháu tình yêu thương làng xóm, quê hương, đất nước nghèo khó. Bên cạnh đó, bà còn nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chung vui. Theo bạn, chi tiết này có ý nghĩa gì? Chi tiết trên là lời dạy cháu biết yêu thương san sẻ với mọi người. Bên cạnh đó, bà còn nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ để cháu có một tuổi thơ đầy ấp kỷ niệm, bồi đắp cho cháu tâm hồn lẫn cách sống chúng ta sẽ cùng quan sát vào điệp từ nhóm. Chính điệp từ này đã tô đậm sự kỳ lạ và thiêng liêng của bếp lửa. Hình ảnh bếp lửa đơn sơ, giản dị như thế, nhưng lại nhiều ý nghĩa khai quát, trở thành niềm tin và sức sống của con người. Bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa, mà còn là người truyền lửa, giữ cho ngọn lửa ấm cháy sáng trong lòng mọi người. Từ tình cảm với bà, suy ngẫm về cuộc đời bà, người cháu nâng lên thành triết lý ôi kỳ lạ và thiên liêng bếp lửa câu cảm thán như tiếng cảm xúc dân trào trong tâm hồn người cháu thể hiện sự kính trọng bà hình ảnh bếp lửa ghi dấu ấn kỳ lạ và có sức rung cảm mãnh liệt gắn với tình cảm thiên liêng bếp lửa là tình bà ấm áp là nguồn sống là biểu tượng của sự yêu thương chia sẻ bếp lửa kỳ lạ vì ngọn lửa cháy sáng bất diệt trong mọi hoàn cảnh sự ẩm lòng người thắp sáng tình yêu nuôi dưỡng ước mơ cho cháu bếp lửa thiêng liêng vì nó ấp ủ tình bà lòng bà cao đẹp dành cho cháu cho gia đình cho quê hương và đất nước tình cảm lớn lao bắt nguồn từ những tình cảm đơn sơ bình dị bếp lửa và tình bà giúp cháu trưởng thành trở thành hành trang nâng đỡ cháu trên đường đời cháu biết yêu đất nước từ tình yêu bà cháu hiểu được sức mạnh của đất nước từ cuộc đời vất vả của bà như vậy là chúng ta đã kết thúc xong luận điểm thứ nhất bước sang luận điểm thứ hai ở nơi xa cháu nhớ bà với tình cảm sâu nặng và tha thiết được thể hiện qua những câu thơ sau các bạn cùng quan sát lên màn hình bây giờ cháu đã trưởng thành đã khôn lớn và ở nơi xa được nhìn thấy nhiều điều mới lạ hiện đại đón nhận nhiều niềm vui nhưng khoảng cách về không gian khoảng cách thời gian và cả sự khác biệt về hoàn cảnh sống vẫn không thể thay thế được hình ảnh của bà hơi ấm của bếp lửa hơi ấm tình yêu thương của bà ở trong tim cháu nơi phương trời xa xôi cháu vẫn chẳng lúc nào quên bà quên kỷ niệm bên bà bên bếp lửa ấp yêu nồng đượm câu thơ cuối là cả câu hỏi tu từ thể hiện tình cảm mãnh liệt của cháu bộc lộ chân thành mà tha thiết nỗi nhớ tình yêu và lòng biết ơn của đứa cháu nơi xa dành cho bà cũng là biểu hiện của tình cảm đối với gia đình quê hương và đất nước một trong những đoạn không thể thiếu ở phần thân bài đó là đánh giá chung về giá trị của đoạn thơ sau đây là một vài gợi ý của cô các bạn có thể cùng quan sát vào màn hình với giọng thơ tâm tình tha thiết, dòng cảm xúc tự nhiên và chân thành kết hợp với hình ảnh thơ mang ý nghĩa biểu tượng. Đoạn thơ thể hiện những suy ngẫm của cháu về bếp lửa, về tình ba cháu, bộc lộ nỗi nhớ, tình yêu và biết ơn sâu nặng của cháu dành cho bà. Sau đó, các bạn có thể liên hệ về thực tế. Ở đây, cô sẽ gợi ý cho các bạn liên hệ đến bài thơ Tiếng gà trưa của tác giả Xuân Quỳnh, một trong những tác phẩm viết về chủ đề tình cảm gia đình nhân vật trữ tình trong bài thơ là người chiến sĩ trẻ đang cùng đồng đội trên đường hành quân vào nam chiến đấu tiếng gà trưa đã gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu tình cảm gia đình quê hương đã làm sâu sắc thêm tình yêu đất nước bao trùm bài thơ là nỗi nhớ cồn cào da diết nhớ nhà đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ chỉ một tiếng gà trưa bất chợt khi dừng chân bên xóm nhỏ đã gợi dậy cả một trời thương nhớ Tiếng gà nhảy ổ làm sao động nắng trưa và cũng làm sao xuyến hôn người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương ăn ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Trong quá trình liên hệ, có thể chép những câu thơ liên quan đến nội dung so sánh. Lưu ý, khi liên hệ, mục đích của chúng ta là làm sáng tỏ và nổi bật lên vẻ đẹp của bài thơ, đoạn thơ ở đề thi. Tránh xa đà vào việc cảm nhận đoạn thơ, bài thơ khác cuối cùng là phần kết bài ở đoạn này trước hết các bạn cần thực hiện đánh giá chung về đoạn thơ bài thơ như vậy có thể thấy đoạn thơ thể hiện tình cảm của cháu dành cho bà thật đẹp đẽ thiết tha và sâu nặng nó là biểu hiện của tình yêu gia đình yêu quê hương đất nước sau đó các bạn sẽ liên hệ bản thân chúng ta có thể liên hệ như sau chính đoạn thơ đã góp phần bồi đắp tâm hồn của con người giúp ta biết trân quý gia đình trân quý những tình cảm giản dị Đời thường. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu được thêm một dạng văn thường xuyên góp mặt vào các kỳ thi quan trọng. Bên cạnh những yêu cầu trên, đối với dạng đề này, đòi hỏi chúng ta cũng cần có sự thâm nhập, bình phẩm, năng lực cảm thụ tác phẩm. Và điều này là không dễ dàng với tất cả các bạn học sinh. Chính vì thế, cô hy vọng các bạn sẽ có sự tìm tòi, học hỏi để trau dồi cho bài viết của mình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.